Hello, xin chào các bạn. Thì trở lại với cái video này thì hôm nay chúng ta có một cái buổi quay ngoại cảnh ở sân bay Cần Thơ. Và may mắn cho chúng ta hôm nay đó là chúng ta có một cái quay nhằm một cái buổi là có diễn tập bay mà bay huấn luyện Touch and Go. Cho nên sẽ có nhiều cái chuyến cất cánh và hạ cánh cho chúng ta quay. Và như các bạn biết là về thời gian thì hiện tại là nó khoảng 6:45 sáng ở tại sân bay Cần Thơ. Thì như là các bạn đang thấy đó là có một cái chiếc A321 của Vietnam Airlines đang được đẩy lùi. Và chính cái chiếc này nó sẽ thực hành. Và các bạn nhớ là trong cái chiếc máy bay này nó không có hành khách, nó chỉ có phi công và tiếp viên thôi. Cái âm thanh mà các bạn mới nghe một cái sẹt đó, đó chính là cái âm thanh mà khởi động động cơ. Và sau khi mà máy bay nó đã được đẩy lùi xong và sau khi cho ngắt kết nối với cái tower, cái chiếc xe đẩy lùi đó, thì cái chiếc máy bay của chúng ta nó sẽ tự taxi ra đường băng. Và ở sân bay Cần Thơ thì nó có đường băng, một đường băng mà nó có hai đầu, một đầu là 24 và một đầu là 06. Và hiện tại là chiếc A321 đó là nó đang chạy về cái đầu 06 đó. Ở Cần Thơ thì nó không có cái đường taxiway song song với cái đường băng, nó chỉ có một cái đường taxi mà nằm ở chính giữa cái đường băng thôi. Còn muốn mà đi từ đầu này qua tới đầu kia đó thì nó phải taxi ngay ở trên cái đường băng. Và như các bạn thấy đó thì nó đang taxi ngay trên cái đường băng, đi về cái hướng cái đầu là 06 để mà nó cất cánh ở cái đầu 06. Đi quay phim ngoại cảnh mà đi chung chung vô trong mấy cái bụi rậm, bụi cỏ như thế này thì cái chuyện mà bị kiến cắn thì nó chắc chắn nó phải xảy ra thôi. Nhưng mà đáng tiếc một điều là tôi không có đem theo mang những cái đôi ủng, những cái đôi boots dày mà nó cao đó, nó bảo vệ cho cái chân của mình. Nhưng mà may mắn đó thì chỉ bị kiến cắn thôi. Còn cái tình huống mà xấu hơn bị kiến cắn, tồi tệ nhất đó là đập cứt. Bây giờ thì phải đợi nó đi lại cái đầu đằng kia, cái đầu 06 đó, nó rồi nó quanh cái đầu lại rồi nó mới cất cánh lên. Thật đáng tiếc là chỉ có một mình tôi thôi thì tôi không thể nào vừa quay ở đây mà vừa quay ở cái đầu đằng kia được. Ok, và bây giờ nó đã xuất hiện, chiếc máy bay của chúng ta đang từ từ bổ lộn, đang nhanh chóng lăn bánh trên đường băng và đang chuẩn bị cất cánh lên. Thì như các bạn thấy đó là cái chiếc máy bay của chúng ta nó đang bay downwind là bay xuôi gió. Một chút xíu nữa nó sẽ bay hoành lại để mà bay ngược gió để mà hạ cánh. Thì thông thường máy bay nó sẽ cất và hạ cánh ngược gió. Thì như các bạn thấy trên màn hình đó, các bạn thấy cái đốm màu sáng sáng không? Đó là cũng là cái chiếc máy bay hồi nãy nó cất cánh lên, giờ nó hoành lại đó. Không biết cái chuyến này là nó có bay lên lại hay không? Thì nói sơ qua về cái kỹ thuật bay traffic pattern này là bay như cái kiểu chiếc máy bay này, nó sẽ bay vòng tròn ở trên cái sân bay, là chủ yếu là để diễn tập cho phi công tập cất cánh và tập hạ cánh.
Về cái việc mà máy bay nó chạm xuống đường băng xong và nó lấy đà, nó cất cánh lên lại đó, thì cái kỹ thuật đó người ta gọi là touch and go. Dịch ra là chữ touch đó là chạm đó, rồi go đó là bay lên lại đó. Rồi cái này nó hạ cánh luôn rồi các bạn ơi. Bay lên lại. Đó. Còn nếu như mà các bạn muốn nghỉ bay luôn, hạ cánh hoàn toàn, đi vô bãi đậu đàng hoàng, thì người ta gọi là full stop landing. Quá mượt. Rồi, thì bây giờ tình hình hiện tại là cũng khoảng nó, mặt trời nó đã lên rồi, nắng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển hướng đi vô trong cái nhà ga để coi coi nhà ga ở sân bay Cần Thơ nó sẽ như thế nào nha. Đó, thì như các bạn thấy trên hình đó, thấy không? Nếu như mà chúng ta ở phía trước mà quẹo trái thì nó sẽ vô cái cảng hàng không, còn nếu như mà quẹo phải thì chúng ta sẽ đi đường Võ Văn Kiệt để mà về thành phố Cần Thơ đó. Còn cái chỗ tôi đứng hiện tại đó chính là cái đại lộ Võ Văn Kiệt. Cái đại lộ này nó rất là đẹp, nó rất là sạch và nó rất là rộng đó. Rồi nếu như mà đi thẳng, nếu như đứng từ đại lộ Võ Văn Kiệt đó mà mình dầm thẳng vô, đi thẳng vô thì đó là cái cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Cái sân bay này thì nó nằm ở ngoại ô thành phố, để di chuyển vào trong trung tâm thì các bạn có thể đi bằng taxi hoặc là xe Honda, tốn 10 phút đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt thì nó sẽ dẫn các bạn thẳng vô trong trung tâm thành phố luôn. Còn về cái cách mà bố trí ga đi và ga đến ở sân bay Cần Thơ thì nó cũng giống như sân Tân Sơn Nhất. Nó cũng có cái cây cầu vậy đó, các bạn thấy chiếc xe nó chạy lên không? Thì để dành nó là đi, còn ở phía dưới là để dành cho những ai đến đó. Các bạn thấy là như thì tình hình hiện tại là sân bay chưa có khách, chưa có cái chuyến bay nào đi hoặc đến hết, thì hiện tại là sân bay nó còn vắng khách. Một chút xíu nữa khoảng 9:45 hay gì đó thì có một cái chuyến đến, thì lúc này thì khách nó mới đông. Đặc biệt ở một cái điều ở sân bay Cần Thơ tôi rất là thích, đó chính là ở đây nó rất là mát, và một cái nữa là nó không có rác, nó phải nói là nó rất là sạch. Các bạn tìm một cái sạch đến nỗi là không có rác mà nó cũng không có bụi nữa, các bạn tìm một cái miếng bụi nó cũng rất là khó. Thì đó là hiện tại thôi, nhưng mà tương lai thì không biết nó sẽ như thế nào. Yeah, so far so good. Trung bình một ngày cái sân bay này nó sẽ đón khoảng 6 chuyến bay. Quay phim ở đây cho quay phim không? Mình đang quay làm gì chơi? Quay chơi không? Quay làm kênh YouTube. YouTube ở trên của ai? Của em. Tôi có cái kênh YouTube muốn quay cái sân bay này được không? Thì như các bạn thấy hồi nãy đó là có một cái anh an ninh hàng không đến hỏi thăm, là bởi vì người ta làm như vậy thì cũng đúng rồi, tại vì cái sự xuất hiện của tôi thì nó hơi bị không được bình thường cho lắm, tại vì bình thường hành khách đến đây thì người ta xách vali rồi để đi máy bay, còn ít có ai vô đây quay phim. Với lại hôm đó thì cũng hơi vắng khách, thành ra mọi sự chú ý thì tập trung vào tôi hết. Và như hồi nãy tôi có nói, cái lúc mà ở ngoài cái sân bay đó, là về cái vệ sinh ở cái sân bay này tôi rất là thích, rất là khoái. Ở đây vô tới trong này là nó cái không khí bắt đầu nó mát lên, nó không còn nực nổi như ở ngoài nữa.
Mặc dù là tôi không biết có ở đây có gắn cái điều hòa hay không, nhưng mà nó rất là mát và nó rất là sạch, bụi thì nó không hề có. Cái này là đang ở tầng 1, còn ở dưới đó là tầng trệt nha. Cái này đang chúng ta đang ở tầng 1 là cái ga mà để dành cho người ta đi đó. Rồi, thì sau khi mà quay ở phía trong xong thì đã đến giờ chúng ta đi trở ngược ra cái ngoài chỗ này để mà đón chiếc Vietjet Air. Tại vì 9 giờ mấy như hồi nãy trong cái bảng các bạn thấy đó, là lúc này là sẽ có một cái chiếc Vietjet Air nó từ Hà Nội về. Cái chiếc máy bay Vietjet Air này là chiếc A320 chứ không phải A321. Còn cái cách phân biệt máy bay thì các bạn biết rồi phải không? A320 thì nó nhỏ hơn và nó chỉ có hai cửa ở mỗi bên thôi, trong khi A321 thì nó có tới 4 cửa mỗi bên. Và còn một cái nữa là cái đội bay của Vietjet Air thì nó chỉ có hai loại thôi, A320, A321. Còn cái đội bay mà của Vietnam Airlines thì nó nhiều loại máy bay hơn. Cái chiếc này là cái chiếc A321 hồi đầu cái video mà chúng ta coi đó, nó bay vòng vòng, bay touch and go đó, và bây giờ thì nó bay luôn rồi, bay về Sài Gòn luôn. Còn cái hiện tại là 11 giờ lại, sau khi ăn cơm xong thì tôi quay lại chỗ này để đón cái chiếc này, nó bay từ ATR, nó bay từ Ocean.